round đi ha. Xin mời cộng đoàn nghe giao lịch tuần này. Hôm nay 10 tháng 10, 11, Chúa Nhật thứ 32 thường niên Thánh Vịnh tuần 4. 11, thứ 2, Thánh Martino giám mục lễ nhớ. 12, thứ 3, Thánh Sosaphat giám mục tử đạo lễ nhớ. 13, thứ 4, 14, thứ 5, 15, thứ 6, Thánh Alberto cả giám mục tiến sĩ hội thánh. 16, thứ 7, Thánh nữ Margarita Scotland, Thánh Gertrude trinh nữ. 17, Chúa Nhật thứ 33 thường niên Thánh Vịnh tuần 1, kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam, phụng vụ lời Chúa chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo, không cử hành lễ thánh nữ Elizabeth Hungary. Thông báo, được sự cho phép của cha sở, các sinh viên thuộc lưu xá Hòa Hưng có bày bán một số sản phẩm do nhà dòng tự sản xuất nhằm gây quỹ cho các hoạt động tông đồ dịp Giáng sinh. Thời gian trong các ngày thứ Bảy và Chủ nhật từ 10 tháng 11 đến 24 tháng 11 mong được cộng đoàn ủng hộ. Thứ Sáu 15 tháng 11 lúc 20 giờ có giờ cầu nguyện với lời Chúa, kính mời cộng đoàn đến tham dự. Tòa Tổng giám mục mời gọi các cộng đoàn giáo xứ Quảng Đại đóng góp cho quỹ bác ái xã hội Caritas của Tổng giáo phận vào Chúa Nhật 17 tháng 11. Xin cộng đoàn tham gia việc đóng góp ý nghĩa này vào tuần tới. Chúa Nhật 17 tháng 11, kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam, lễ ba, sứ đoàn thiếu nhi thánh thể mừng bổn mạng. Xin cảm ơn cộng đoàn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tối hôm nay chúng ta dâng thánh lễ trong tuần thứ nhật, Chủ nhật thứ 32 thường niên. Và lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta về việc chúng ta có gì để dâng cho Chúa, và lòng thành của chúng ta Thiên Chúa sẽ đón nhận. Chúng ta hiệp ý dâng lời cầu nguyện để xin cho mỗi chúng ta sống trong ơn lành của Chúa. Chúng ta cũng biết sống cho Chúa và cho anh chị em nữa. Trong tháng 11 này, chúng ta tiếp tục nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn là những người thân yêu của chúng ta đã về với Chúa. Và chúng ta cũng không quên đó là lòng thành của chúng ta đối với cha mẹ ông bà, sự hiếu thảo của người Công giáo. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện với những người xin lễ trong thánh lễ hôm nay. Xin tạ ơn Chúa, xin bình an cho gia đình, xin cho công việc làm ăn được thuận lợi. Tạ ơn Chúa, xin thánh hóa công ăn việc làm,
xin ơn hoán cải và ơn đền tội, xin ơn chữa lành và ơn chết lành, xin cho công việc và học hành đạt kết quả tốt. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn Anna, Gioan, Nicola, Gioan Kim, Giuse, Maria, Damon, Teresa, Vicente, Maria Teresa, Francisco Xavier, Micael, Ferro, Marta, Gioan Bautista, Matteo, Giuse, Maria, Cecilia và Geronimo. Chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn ngoại giáo, các linh hồn nơi nhà an nghỉ, các linh hồn ông bà tổ tiên nội ngoại và các linh hồn. Với những ý nguyện đó, chúng ta cùng dâng lên Chúa trong tâm tình thống hối. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều đeo son. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi nói đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các tiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước toàn Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dân đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Chúng ta cũng dâng lên Chúa những ý nguyện của mỗi chúng ta trong thánh lễ hôm nay. Xin Chúa đón thương, đón nhận. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đầy xa những gì can bước tin chúng con trên đường về với Chúa.
Đề môn khi xác hồn thanh tàn, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến chi cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ nhất. Ngày ấy, ngôn sứ Elia đứng dậy đi Sarepta. Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà quá đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói: "Bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống." Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói: "Bà làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa." Bà trả lời: "Có Đức Chúa, Thiên Chúa hàng xóm của ông, tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thành củi, rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết." Ông Elia nói với bà: "Đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ và đem ra cho tôi. Rồi sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà, vì Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel phán thế này: hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn, cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất." Bà ấy đi và làm như ông Elia nói. Thế là bà ấy cùng với ông Elia và con bà có đủ ăn lâu ngày. Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Elia mà phán. Đó là lời Chúa. Chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng người đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa, chuyện cầu cho chúng ta. Người vào đó không phải để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng tế mỗi năm phải đem theo máu
của loài khác mà vào cung thánh. Chẳng vậy, người đã phải chịu khổ hình nhiều lần từ khi thế giới được tạo thành. Nhưng nay, vào kỳ kết thúc thời gian, người đã xuất hiện chỉ một lần để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xóa bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trong đời người. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Alleluia, 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 Alleluia. Chúa ơi, cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu ngồi đối diện thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kém trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta vừa nghe tường thuật tin mừng theo Thánh Marco chương 12 từ câu 38 đến câu 44, nói về việc Chúa Giêsu ngồi đối diện thùng tiền trong đền thờ và Ngài nhìn thấy thấu suốt lòng dạ của tất cả những người đến dâng cúng vào thùng tiền đền thờ. Ngài nhìn thấy rõ, nhìn thấy thấu suốt, và Ngài nhìn thấy 2 kiểu người cũng như là 2 cách cho đi. Cái kiểu người thứ nhất, hay là cái cấp độ cho đi thứ nhất, là cái cấp độ thấp nhất, đó là cho đi những gì dư thừa. Rất nhiều người đã dâng cúng tiền vào trong đền thờ, nhưng Chúa Giêsu thấy rõ là họ chỉ cho đi những thứ mình dư thừa. Chúa nói quả thật mọi người đều rút tiền, rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Nhưng Chúa Giêsu cũng thấy kiểu người thứ hai, hay là cấp độ cho đi thứ hai, đó là cho đi những thứ quý giá nhất cuộc đời mình. Những gì mình có, những gì có thể sinh tồn, những gì làm nên cuộc sống của mình. Chúa Giêsu nhìn thấy một bà quá nghèo. Dù là bà chỉ bỏ vào thùng tiền có 2 đồng tiền kém bằng 1/4 đồng tiền Roma thôi, rất nhỏ, chẳng đáng là gì
so với số tiền rất nhiều của những người khác, những người giàu. Nhưng mà Chúa Giêsu lại nói bà đã cho đi nhiều nhất. Chúa nói tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để mình sống, bà đã cho đi. Và đó cũng là cách cho của bà quá ở thành Sê-rép-ta trong bài đọc 1, Chức Trách Vua quyển thứ nhất mà bài đọc hôm nay nói đến. Trong một hoàn cảnh bi đát, nạn hạn hán, nạn đói, bà vẫn cho nước vị ngôn sứ của Chúa. Còn một chút bột để bà ăn cùng với con trai và chết là hết rồi đó. Bà cũng sẵn sàng bà cho vị ngôn sứ, bà vẫn sẵn sàng bà chia sẻ cho vị ngôn sứ tất cả những gì bà còn, tất cả những gì bà có thể sinh tồn. Tuy nhiên quý ông bà anh chị em, đối với con người đó là cách cho đi nhiều nhất rồi. Nhưng chúng ta còn nhìn thấy trong sứ điệp tin mừng hôm nay còn một cách cho đi cao trọng hơn, một cách cho đi tuyệt vời, tuyệt đối hơn. Đó là sự cho đi của Thiên Chúa, đó là cho đi cuộc sống, cho đi chính sự sống của mình. Trong bài đọc 2, Chích thư Hiếp-ri xác định rõ Đức Kitô Thượng Tế đã dâng hiến tế là chính mình và máu của mình, dâng mạng sống, dâng sự sống của mình để cứu độ con người, để hoàn toàn tiêu diệt mầm mống của tội lỗi và xóa bỏ tội lỗi cho muôn người. Như vậy Thiên Chúa đã cho đi tuyệt đối. Ngài cho đi chính con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Và Đức Giêsu Kitô, ngôi hai Thiên Chúa, Ngài cũng đã cho đi chính sự sống của mình bằng cái chết trên thập giá, để trao ban, để cho con người được sống và sống dồi dào. Đó là sự cho đi tuyệt đối. Chúa Giêsu đã có lần nói nơi bàn tiệc ly, không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu. Đó chính là sự cho đi tuyệt đối, là cấp độ cho đi tất cả mà chỉ có Thiên Chúa Ngài mới làm được. Như vậy kính thưa cộng đoàn, lời Chúa hôm nay trong ba bài đọc, trong cả ba bài đọc trình bày cho chúng ta một chủ đề duy nhất, đó là cho đi. Và sự cho đi được diễn tả ở ba cấp độ: cho đi những gì dư thừa, cấp độ thứ hai cho đi những gì mình có, những gì mình có thể sinh tồn, những gì làm nên cuộc sống, cuộc đời của mình, và cuối cùng cho đi cuộc sống, cho đi sự sống của mình để làm cho người khác được sống và sống dồi dào. Vậy chúng ta đang ở cấp độ nào đây? Và sứ điệp tin mừng hôm nay nói gì với chúng ta? Và chúng ta phải sống sứ điệp tin mừng hôm nay như thế nào đây? Kính thưa cộng đoàn, có phải lâu nay chúng ta chỉ quan tâm đến việc nhận, lâu nay chúng ta chỉ quan tâm đến việc người ta cho mình cái gì, mình nhận được cái gì từ người khác, người ta đối xử với mình như thế nào, người ta cho mình như thế nào, mình sẽ đón nhận và mình đánh giá người ta trên việc người ta cho mình, mà mình không để ý và mình quên đi rằng mình cũng phải cho người khác. Trong tin mừng Luca chương 6 câu 31, Chúa Giêsu đã nói thế này: vậy tất cả những gì anh em muốn làm người ta làm cho mình thì anh em cũng làm cho người ta như vậy. Và như thế, nếu chúng ta muốn những điều tốt lành và những điều tốt đẹp đến với mình thì hãy cho người khác những điều tốt lành, đừng cho họ những điều mà họ không muốn và họ không bao giờ muốn. Ta không muốn bị nói xấu, phải không?
Ta không muốn mình bị chê bai, bị dèm pha, phải không? Thì đừng nói xấu, đừng chê bai, đừng dèm pha người khác. Nhưng hãy khích lệ, hãy động viên, hãy nâng đỡ, hãy yêu thương họ. Mình không muốn bị phản bội, phải không? Mình không muốn bị lừa gạt, phải không? Hãy đừng làm cho người khác những điều đó. Hãy sống trung tín, hãy trung thành, nhất là trong hôn nhân. Vậy thưa cộng đoàn, sứ điệp lời Chúa hôm nay rất rõ ràng. Hãy cho đi khi có thể, và đừng tính toán. Hãy cho đi vì tình yêu thương. Thiên Chúa Ngài thấu suốt, Ngài biết rõ. Và ai trong chúng ta cũng có thể cho đi. Đừng có nói tôi nghèo lắm, tôi không có cái gì để tôi cho ai cả. Không, ai cũng có cái để có thể cho. Có bao giờ chúng ta ngừng lại, chúng ta thấy cha mẹ chúng ta đã cho chúng ta cuộc sống, bao nhiêu vất vả, bao nhiêu hy sinh, cho đi tất cả những gì có thể còn lại của mình. Có bao giờ mình nghĩ đến điều đó để mình cho lại cha mẹ khi tuổi già không? Có bao giờ mình nghĩ đến việc người chồng, người vợ của mình đã cho đi tất cả những gì có thể có để cho mình, để mình sống trung thành, trung tín trong hôn nhân không? Và nhất là có bao giờ mình tự hỏi mình đã cho Chúa cái gì chưa? Cuộc đời của mình đã cho Chúa cái gì cho nó ra hồn chưa? Có bao giờ mình cho Chúa, mình dâng hiến cho Chúa thời gian, công sức, tài lực, trí lực, phục vụ cho Chúa, phục vụ cho giáo hội, phục vụ cho nhà thờ, mình đã cho Chúa được cái gì? Những sự cho đi của mình đang ở cấp độ nào vậy? Có phải cho đi cái những cái dư thừa của mình, hay là ở cấp độ nào? Mình có thật sự cho Chúa không? Mình đến với Chúa có phải là mình yêu mến Chúa không? Hay vì lý do gì? Chúa thấu suốt. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể mà lát nữa đây con và cộng đoàn chúng ta sẽ cử hành, Chúa Giêsu sẽ cho sự tuyệt đối, cho đi sự sống, cho đi mình và máu của Ngài để trao ban sự sống cho mỗi chúng ta. Bởi đó chúng ta cũng hãy quảng đại, cho Chúa một chút thời gian, một chút tình yêu chân thành. Hãy mở lòng của chúng ta ra để cho Chúa đi vào cuộc đời của mình. Và kết thúc thánh lễ hôm nay, chúng ta phải đọng lại một suy nghĩ: cuộc đời này mình đã cho Chúa cái gì? Mình sẽ cho Chúa cái gì? Trong tuần mình cho Chúa 1 giờ bên Chúa trong ngày lễ Chúa Nhật thôi hay sao? Một ngày sống của mình 24 tiếng đồng hồ mình đã cho Chúa một chút thời gian để mình tạ ơn Chúa, để mình có Chúa trong cuộc đời của mình hay không? Hãy dành một chút thời gian cho Chúa. Hãy quảng đại với Chúa. Hãy cho Chúa, với Chúa, Chúa sẽ không bao giờ thua sự quảng đại của chúng ta. Hãy quảng đại với Chúa, Chúa sẽ không bao giờ thua kém sự quảng đại của chúng ta đâu. Con xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa. Loài người chúng ta và
cứu rỗi chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, gọi cách Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng chiến nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh bờ thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đêm trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người ơi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là người đưa phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã từ trời tiên tri mà ban dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh tiền công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng con một phép rửa về tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa thấu suốt cõi lòng con người. Người luôn quan tâm chăm sóc những ai có tâm hồn nghèo hèn, nhỏ bé và ưu ái chúc phúc cho họ. Với lòng tin tưởng, phó tác mọi sự nơi Chúa quan phòng, chúng ta cùng hiệp ý cầu xin. Chúa Giê-xu đã phê phán thái độ giả hình của các kinh sư, biệt phái. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần trong hội thánh biết tránh xa thói giả hình, luôn trung thành sống tinh thần nghèo khó của tin mừng và tận tâm phục vụ vì phần rỗi của mọi người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lối sống ích kỷ vô cảm là điều đáng cảnh báo trong xã hội hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết đề cao và khuyến khích mọi người sống tinh thần quảng đại hy sinh, nâng đỡ, chia sẻ nhằm xây dựng một xã hội văn minh liên đới. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Kitô chỉ hiến tế một lần là đủ đem lại ơn cứu độ vĩnh cửu cho con người. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi Kitô hữu luôn xác tín vai trò trung gian duy nhất của Đức Kitô và tích cực tham dự vào hy lễ cứu độ của người bằng một đời sống quên mình phục vụ. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Giê-xu đánh giá cao tấm lòng của bà quá nghèo. Chúng ta cùng nhau cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết theo gương bà quá trong tin mừng, luôn sống tín thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, sẵn lòng chia sẻ với anh chị em gặp khó khăn và đóng góp cho việc chung. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con ca ngợi và tôn vinh lòng thương xót hải hà của Chúa. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và rồng ban muôn ơn lành, giúp chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa theo gương Đức Giê-xu Ki-tô, người hằng sống và hiên tri muôn đời. Chúa đôi tay này từng giấc già làm cho tê tai, con dâng Chúa đôi bờ vai đấng công năng chiếu bao ngày, con dâng Chúa đôi chân này đi tìm hạnh phúc miên man. Đi ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa xin mở lượng khoan hồng, đói nhìn hiến lễ hội tân Chúa tin dâng. Để khi cử hành lễ tưởng niệm con Chúa chịu khổ hình tâm gia, chúng con biết đem cả tâm hồn lành nhận ơn phụng sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thân là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đang phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi tự coi chết xong lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: ôi con, Chúa là Thiên Chúa các đạo hình, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thăng hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng môn thề tương ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và trên cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Tổng Giáo Mục Giuse, Đức Giáo Mục Phụ Ta Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho mỗi chúng con đang tham dự thánh lễ hôm nay. Xin Chúa cũng đón nhận những ý nguyện mà mỗi chúng con muốn dâng lên Chúa trong thánh lễ này. Xin Chúa cũng nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn mà chúng con có ý truyền cầu trong thánh lễ này, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết tài được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu ta và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng châm tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội. Đây trên Thiên Chúa, đây đừng xóa tội trần gian, phong trai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lời Ngài mời ra diễn, bước theo Ngài khi đáp cha con nguyện. Lời đã hứa nhưng đôi lúc lỗi hẹn, lòng đã quyết nhưng chần chừ, vì con đây còn trần gian lắm. Cậy nhờ Chúa nhóm dùng con lừa mến, sưởi ấm lòng khi xa lạnh tối tăm, đông đầy nước ai đổ tràn thiên nơi, để lòng thiết tha thủy trùng sắc son tròn vuông đáp lời. Lời xin phương đưa chân con dâng ơn, nghiệp yêu thương hôm nay qua suốt đời, đường soi đất đường trong đời thu đầy. Vì có Chúa luôn bên con diệu đường, Chúa vai kề vai, đường tình đó miệt mài bước chân tìm về đến Ngài. Thuộc về Chúa là một điều không dễ, sống cho Ngài con biết mình không thể, dù biết thế nhưng con vẫn theo Ngài, vì con biết Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Từ thập xa Chúa mời con vượt qua, nhưng đáp lại con đã từng lánh xa, bao lần thoái tha, bao lần xin vơ, để rồi quyết tâm miệt mài bước theo Ngài trọn trái tim. Lời xin vâng đưa chân con dâng ơn, niềm yêu thương hôm nay qua suốt đời, đường soi đá đường trong đời thu đầy. Thì có Chúa luôn bên con diệu đưa, nhọc nhằn đã có Chúa vai kề vai, đường tình đó miệt mài bước chân tìm về bên Ngài. Lời xin vâng đưa chân con dâng ơn, bên con diệu đường nhọc nhằn đã có Chúa vai kề vai, đường tình đó miệt mài bước chân tìm về bên Ngài, đường tình đó miệt mài bước chân tìm về.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cam ta, vì Chúa đã dùng của ăn băn thăn bồi dưỡng chúng con và tuôn đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa. Xin tiêm tùng ban ơn tăng thần giúp chúng con bền chi sống cuộc đời ngay tăng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lời xong chúc anh chị em đi bình an.